Viêm xương khớp là một bệnh về khớp thường gây ra cảm giác đau nhức khó chịu. Trong đó, vùng sụn đóng vai trò là bôi trơn, bao bọc lấy các đầu xương của khớp. Khi vận động hoặc làm việc quá sức cũng gây nên hiện tượng đau nhức, sưng tấy gây ra viêm xương khớp. Ngoài ra, chế độ ăn uống, sử dụng các thực phẩm hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp tới bệnh viêm khớp. Sau đây, chúng ta cùng đi tìm hiểu những thực phẩm không nên dùng cho người bị viêm xương khớp. Muối. Muối là loại gia vị rất nhiều gia đình sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, muối lại là thực phẩm không tốt cho người bệnh viêm khớp. Vậy nên trong mỗi bữa ăn, bạn nên học cách hạn chế muối. Ngoài ra, các món ăn nhanh cũng không nên sử dụng nhiều. Mì. Bột mì là nguyên liệu dùng để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn như bánh, đồ rán. Tuy nhiên, bột mì cũng làm tình trạng viêm khớp tăng lên. Vì vậy, bột mì chính là thực phẩm mà người bệnh viêm khớp không nên sử dụng. Soda. Soda được dùng như là thần dược đối với cánh mày râu sau những lần say rượu. Nhưng soda lại là loại nước không tốt cho người bị viêm khớp. Nếu hạn chế soda được chừng nào, có nghĩa là bạn đã giảm được chừng ấy cơn đau khớp do viêm khớp. Cà phê là loại nước nhiều người thích uống. Ngồi nhâm nhi tách cà phê mỗi sáng sớm tạo cho bạn cảm giác lái. Nhưng trong cà phê chứa caffeine khiến bệnh viêm khớp trở nên tồi tệ hơn. Vậy nên cà phê được khuyến cáo là thực phẩm số 1 không nên dùng cho người bị viêm xương khớp. Đường trắng. Đường trắng được tìm thấy trong sô-cô-la, bánh kẹo, đồ ngọt nói chung là thủ phạm gây nên những chứng viêm xương kinh hoàng nhất. Vì khi ăn nhiều đường trắng sẽ làm tăng lượng đường cơ thể, đặc biệt là đường trong máu. Lượng máu càng tăng thì nguy cơ bạn bị mắc các chứng viêm như tiểu đường càng cao. Vì thế, trong các bữa ăn của người bị viêm khớp nên hạn chế các thực phẩm có hàm lượng đường cao, chỉ nên sử dụng những loại đường được tạo ra từ tự nhiên như hoa quả. Gluten. Một bữa ăn không có gluten cũng rất tốt cho những người bị bệnh viêm khớp. Theo đánh giá trong nghiên cứu của Covid MD, gluten có thể làm trầm trọng thêm bệnh viêm khớp bằng cách kích hoạt các phản ứng viêm của hệ miễn dịch. Các sản phẩm giàu gluten như lúa mì, lúa mạch đen có khả năng gây bệnh viêm nhiễm mạch. Người bình thường cũng được khuyến cáo nên hạn chế ăn để phòng tránh sưng viêm. Rượu bia thuốc lá. Không dùng rượu bia thuốc lá không phải là một phẩm nhưng cũng được bao gồm trong phân loại cây trồng. Những người có một tình trạng viêm khớp thoái hóa thì nên tránh dùng thuốc lá. Rượu gây ra viêm nhiễm do gây tác động tiêu cực lên gan. Uống quá nhiều rượu có thể gây khó dễ cho quá trình tương tác giữa các cơ quan với nhau, dẫn đến viêm nhiễm và nhiều bệnh nguy hiểm khác. Nếu không thể bỏ rượu, hãy uống thật điều độ bằng rượu vang.